Ốc xanh xin chào các bạn nha. Đây nè các bạn. Trời ơi, giờ này nó đem mấy cái con dền của mình nè. Quằn thứ gì chưa nổi không. Vậy nó bò lớn gỡ luôn hồi mình quay cho các bạn có mấy bạn sợ luôn nè. Các bạn này bò lên hai cái con dền của mình luôn. Các bạn thấy không? Ăn gì giờ này trời, ăn chuỗi cây cho tôi. Trời ơi. Nè nó bò cái nó nhả cái nhớ cái gan các bạn nhớ. Bắt cái con này nha các bạn. Bắt cái này cho các bạn ơi. Mình bỏ vô đây nha. Bắt mình bỏ vô mình cho nó ăn nha các bạn. Con này nó bò kia đó. Ơi nhìn nó trắng non luôn các bạn ơi. Ủa? Ăn chuỗi cây cái tao rồi. Ăn chuỗi cây của chị mày rồi. Ăn chuỗi cây rồi. Tối rồi nó lên nha các bạn. Dạ cái rau không nó lên đầy. Đó. À, mình bắt con này nó ra ăn hai cây rau mình luôn. Trời ơi. Ủa nó còn ị nữa nè các bạn, nó ăn nó ị nè. Nó ị nè. Nó đang ị nè. Đó. Ị tay. Đó. Còn ị nữa. Ăn còn ị nữa. Ra ngoài nó ăn của mình nè. Để mình kho coi nha. Ui, bắt gặp được cảnh này đây. Hai ba con nó đu lên luôn à. Nè các bạn ơi. Ủa nó đu ngộ quá ha. Cái này để mình quay sách ngắn cái đã cho các bạn ấy sách ngắn coi cái đã mình bắt cho các bạn nhà các bạn nha. Kỳ vậy ta. Ôi nó đang làm gì vậy ta. Ôi kỳ vậy các bạn. Ngộ quá ha. Lần đầu tiên mình thấy luôn. Nó ôm hết cái đít con này luôn. Kỳ vậy ta. Để mình bắt mấy con này dưới cho các bạn coi nha. Mình đi kiếm cái đã. Để con nói đi Hồng quay sách ngắn. Xong mình bắt. Con nhỏ nha các bạn. Giờ này nó chui dưới này nhiều lắm các bạn ơi. Trời nè các bạn. Đó nè các bạn. Đó. Con nhỏ xíu vậy đó. Mình phải bắt nó. Mình nuôi nó riêng thôi chứ nó ăn rau mình hết. Nha các bạn. Nó chui dưới này đầy. Mình phải dỡ nó lên. Bữa chó này nó chui vô trong này đầy. Các bạn ơi. Ui đây hai. Ôi sao nó đi lần hai con không ta. Đây hai con à. Nó đang ị nè các bạn. Nó đang ị nè. Ị. Ị. Nó cứ nó chỉ tắt thôi. Đây hai con nữa nè các bạn. Nó đi nối đuôi nhau ha. Tối này có nó lên. Nó lên lờn luôn á các bạn ơi. Hai con đó hồi mình lên bắt sai nha. Để hồi mình quay sách ngắn. Giờ mình đi dọc theo nha các bạn. Ui. Các bạn, à, con nhỏ không mà mấy con này mày nhỏ nhỏ các bạn, hai con này bự nè. Đây nữa nè các bạn. Bữa tối này nó trong hốc nó đi dưới đất nó lên nha. Ui đây nè. Trời ghê quá. Mình không mà nó ăn hết mấy cây rau này của mình luôn nè các bạn. Ui. Mình bắt ít thôi chứ nhiều quá, mình bắt nuôi nó không nổi luôn, nó ăn hết của mình. Các bạn. Mình bắt con này luôn nha. Bò đi đâu? Để chị bắt cho ăn rau. Giờ nó trong hốc nhiều lắm, mình chỉ bắt ở ngoài thôi nha các bạn. Ở trong hốc mình chỉ quay cho các bạn coi thôi. Chứ mình chui đây mình bắt nó nhiều lắm trong này nè các bạn. Đây nè. Các bạn nhìn thấy nè. Mình không chui nó được cho trời ơi trong này lên luôn. Trong này lên luôn các bạn ơi. Trong cái này mình đổ gác á, cái nó lên nó ăn, tối nó lên nó ăn nè. Quá trời luôn nè các bạn. Đó. Đó, nhiều lắm. Nhưng mình bắt ở ngoài thôi nha.
bắt con ốc ma nhỏ cho các bạn thấy nè. Đây hai con ốc ma luôn đó các bạn. Nè. Coi là ốc ma nha. Mình không bắt đâu. Bắt ốc sên thôi. Ốc ma nó bò lẹ lắm. Nó trong này nhiều lắm nè các bạn. Nhưng mà mình không bắt trong đó đâu. Mình quay cho các bạn coi thôi. Ủa vậy đây nguyên một ổ ốc sên. Trời ơi, ốc con không mà lên luôn. Ui, nhiều lắm nè các bạn. Nhiều lắm nè. Ui, nhiều lắm các bạn ơi. Ở đây bắt không hết đâu các bạn ơi. Ui, nè. Ui, sao nhiều dữ vậy ta. Mấy bữa nay mình thấy ban ngày nó lên ăn mấy cái chuỗi của mình là hèn ra. Ban ngày mình không thấy nó đâu các bạn. Ban ngày nắng quá. Ban ngày nắng quá nha. Nó chui xuống là nó ăn mấy cái chuỗi của mình, lá nó ăn nè các bạn. Hèn chi. Ăn xong cái tối nó lên các bạn, nó chui như thế là tối nó lên. Ở này thế nào không có ốc mẹ nè, ốc con không à. Nè mình bỏ mấy cái lá này nó phái lắm, trong đó thì nó nhiều hơn rồi. Nhưng mà mình quay chỗ này thôi, cái này bắt sâu hết các bạn. Cái này mình không bắt đâu, cái này nguyên ổ luôn à. Để đây ít bữa mình ra mình quay cho các bạn coi nó lớn thế nào ha. Chứ nhiều quá à, có con cuốn chiếu các bạn, hai ba con cuốn chiếu luôn, quá trời luôn các bạn. Con này nè. Ủa, cái này cũng chiếu nhỏ. Ơi, mình thả nó đi, mình không bắt mấy con này đâu ha các bạn ha. Ui, nhiều lắm các bạn ơi. Ủa, trời ơi, này mình dở lên đây là quá trời quá đất luôn. Nè các bạn, nó lên nó ăn nè các bạn. Trời ơi, này, này nó ăn lên luôn. Thôi, mình không bắt đâu, mình thả nó đi nha các bạn. Ở đây nhiều lắm. Trời, mình dở lên đây một ổ luôn. Ở đây một ổ mà mình không biết các bạn ơi. Nếu mình chui vô trong mấy cây đó là nhiều lắm. Nhưng mà cây này nó thoáng à, trong này nó gốc mà mình thấy này quá trời luôn các bạn. Thôi các bạn coi cái này thôi nha, để mình lại mình coi cái kia nha. Quá trời nhiều. Thôi mình bắt vô đây thôi. Như thôi nha các bạn. Các bạn hãy bấm đăng ký cho mình nha. Để mình có động lực mình ra video nữa cho nuôi cho ốc nhìn. Trời ơi trong này quá trời luôn nè các bạn. Ui ốc này ốc bự không à. Ốc ma nữa nè các bạn. Ui, ui ốc ma các bạn nè. Ốc ma nó tròn rồi nha. Thôi nó bắt là bắt ốc sên đây nè. Nè hai con không nào các bạn, nhiều lắm. Thôi trong này nhiều lắm nè, đâu quá trời các bạn. Ở trong đó nữa kìa nè, nè. Ui mà nhiều lắm, trong đó nhiều lắm các bạn. Nó lên nó ăn của mình nè, bí nè các bạn. Mình chặn nó chứ mình không bắt nữa đâu. Các bạn bấm đăng ký kênh cho chỗ ốc sên nha. Để ốc sên quay lại mưa mốt mình ra mình quay chỗ này coi nó lớn chưa cho các bạn coi nha, cho nó lớn cỡ nào nha. Bye bye các bạn nha, bấm một like một đăng ký kênh nha, để mình có động lực mình quay video cho các bạn coi nha, chứ không mình không có động lực luôn các bạn ơi.